Não, melhor, na verdade, eu vi que
quay em phải đông ly ra rô rô. Đúng rồi. Rồi. Rồi các anh cứ nâng ly đi. Đấy, nâng ly hay là các một cái gì? Chúng ta phải cắt đi đấy nhá. Nâng ly đúng rồi. Quay đây. Rồi rồi. Đây này, đây là chúng ta đang ăn rằm tháng 6 với người giao áo dài ở thôn Đầm Đâm, xã Đầm Đâm, huyện Quản Bạ. Chúc sức khỏe mọi người. Chúc sức khỏe nhá. Đây là lòng gà xào mướp đắng. Đây là canh xương lợn. Đây là măng chua xào. Đây là thịt lợn xèo. Đây là xèo gác bếp xào. Đây là bí non xào. Đây là gà đen luộc. Đây là thịt trâu các bếp sẽ. Đây là rau lang luộc. Chúc mọi người ngon miệng. Hiểu hết rồi mấy.